Vâng, lần đầu tiên cho Phạm Thức Audio kính chào quý vị các bạn và trước mắt quý vị các bạn ngày hôm nay, ngày 6 tháng 11 năm 2024, là hai sản phẩm, một sản phẩm là EQ Victoria 70 và một sản phẩm là Piano SA 7800 Mark 2. Đây là hai sản phẩm đánh dấu hai mốc thời gian của hai thương hiệu, một là Piano, hai là Victor. Với thương hiệu Piano thì 7800 Mark 2 nó đã gây ra một cái hiện tượng, đó là bất cứ một ai chơi âm thanh đều phải lướt qua nó một lần. Công suất nó không khỏe nhưng cái âm sắc của nó phải nói là đi vào lòng người. Và cái quan trọng nữa là cái độ hợp loa của nó để chúng ta nghe nhạc vàng, thì nó là một trong số những chiếc âm ly có cái chất âm đánh rất hợp những cặp loa Bass 25 đổ về. Và ngày hôm nay được sản xuất từ năm 1979. Thì chiếc âm ly này có mặt tại bên em vẫn còn nguyên một cuốn sách vở, mà nói chung là nó hơi cũ và hơi nát một tí. Với cái thông số kỹ thuật của nó thì ở đây A cộng B của nó sẽ là dao động từ 4 đến 16 ohm. Công suất của nó đạt hiệu ứng là 65W trên một kênh của 8 ohm. Thông số kỹ thuật của con này thì nặng 9 kg, chiều rộng 42, chiều cao 14,7 và chiều sâu 33. Đó, nắp rất đẹp luôn. Sử dụng hệ thống tản nhiệt xương cá. Đấy, nó là dạng nhôm, cáp bẹ này, sáng choang. Về cái phần mặt thì em đã quay rồi, anh em ngó rồi, đúng không ạ? Gần như chúng ta không thấy điểm tì vết ở cái mặt này. 7800 Mark 2 với con này thì là sexy vàng. Sexy vàng đắt hơn sexy trắng một chút xíu nhé. Với trọng lượng 9,5 kg, sử dụng nguồn đen 2 tụ và nó có đời nguồn vàng nữa, nguồn vàng thì đắt hơn. Chiếc đạp này vỉ mạch phải nói là rất sạch luôn, rất rất sạch. Số CD máy của con này là 7530. Sử dụng dòng điện 100V. Đèn 3 chân còn nguyên nhé, 5 chân còn nguyên nhé anh em nhé, đây. Đây. Và với chiếc âm đi 7800 Mark 2 này thì xin phép được báo giá tới anh em ở trên góc màn hình rồi. Và tiếp tục chúng ta cùng đến với chiếc lọc xì Victoria 70 ngày hôm nay, với chiều rộng là 42, chiều cao 15,7, cao hơn 7800 Mark đôi 0,9 cm, và chiều sâu của nó là 31. Nó cũng có một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Và chiếc lọc xì Victoria 70 này thì được sản xuất vào năm 1980, đến năm 1982 thì dừng không sản xuất nữa. Với thông số kỹ thuật của nó thì ở cái trang cuối cùng này thì chúng ta thấy rằng là nó không ghi ở cuối này đâu, nó ghi ở một cái thanh kẻ ở đây này, nếu em nhớ không nhầm, ở đằng trước này. Ở trên đây nó có cả bản đồ phối ghép này, cách đấu nối này, thôi các anh em tự nghiên cứu nhé. Được thiết kế với 12 dải tần một vế, cần gạt là cần gạt bi. Các cái núm của nó này, nút ấn của nó này. Đấy. Nắp của nó đây. Sườn sexy vàng. Linh kiện của dòng 70 này phải nói là đẳng cấp rồi. Rất là chi tiết và nhiều luôn. Nguồn này 100V. Số seri của máy là 2422.
Tín hiệu đầu vào là cổng input và tín hiệu cổng ra là cổng output. Số khung là 70606. Máy em bao zin cho anh em là tuyệt đối nhé. Các sản phẩm bên em bán ra thì thường thường bảo hành cho anh em quý vị các bạn là 3 tháng. Còn nếu anh em muốn sản phẩm này bảo hành thêm 1 năm thì quý vị các bạn cộng thêm cho em 500 nghìn. Cụ thể là với chiếc công ty chiếc lọc xì Victor CA70 này thì với mức giá là 7 triệu. Bảo hành 3 tháng. Còn nếu anh em muốn bảo hành thành 12 tháng thì chúng ta cộng thêm 500 nghìn nữa cho em. Rồi, cảm ơn anh em quý vị các bạn đã lắng nghe và xem kênh của Phạm Thức Auto. Cảm ơn anh em rất nhiều đã xem và ủng hộ kênh. Bên em bán hàng có ship COD trong trường hợp quý vị các bạn chúng ta đặt cọc trước cho bên em thấp nhất là 500 nghìn. Cảm ơn anh em rất nhiều đã xem và ủng hộ kênh của bên em. Thank you anh em rất nhiều.